giờ đây ai cũng bảo chớ nên tin lời ai hứa yêu em thật nhiều. Lời đầu môi luôn dễ trao mà thật tâm chẳng dễ có bao nhiêu. Thì dù xin chào anh em nhé. Ở clip này thì bên cửa hàng này tiếp tục test những chiếc đẩy bãi nhé. Ở đây là một trong những cái mã đẩy mà cửa hàng đang dành chương trình giảm giá sập sàn cũng như xả sập sàn cho các bác nhé. Thì hiện tại thì thông báo cho các bác mã này thì hiện tại có 5 con để bán tiếp được 3 con có nhé. Đã bán được tiếp 3 con rồi và còn 2 con nữa. Thì video này thì tiếp tục test cho hai bác khách có nhé. Hai bác khách. Đầu tiên thì có test cho một bác khách ở Biên Hòa Đồng Nai, Biên Hòa Đồng Nai nhé. Giá của nó thì đang được chào bán nữa các bác, cũng như là xả cho các bác giá là 3.300.000 bao ship cho các bác nhé. 3.300.000 giá bao ship cho các bác nhé. Và những chiếc cục đẩy thì các bác thấy là hình thức rất là đẹp luôn. Và hiện tại thì cửa hàng đang đánh với một cặp loa bát 40 này, bát 40, một cặp loa bát 30 này. Nói chung là những cái mã này thì cửa hàng về thì quyết định muốn bán nhanh và xả cho các bác chương trình sập sàn luôn, và các bác chốt ở trên video rất là nhiều. Tiếp theo thì cửa hàng lại tiếp tục test cho bác khách ở Thanh Hóa nhé. Bác khách này thì ở Vĩnh Trị 1, Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa đây. Đấy, thành phố Thanh Hóa. Thì bác này thì bác ấy lấy cả vang nhé, thì em sẽ ghép cả cùng vang với bác ở một cái video khác các bác nhé. Thì hình thức con này nó sẽ là hình thức mặt phay nhôm và sử dụng hai kênh nhé. Có nghĩa là hai kênh này thì anh em có thể đánh độc lập này, đánh chập kênh này, đánh chập kênh dồn cộng kênh. Con này thì ở trở kháng 8 ohm nó sẽ là 800W một kênh có nhá. 8 ohm sẽ là 800W kênh và 4 ohm sẽ là 1200W nhé, có nhá. 1200W ở 84 ohm. Thì hiện tại thì cửa hàng đang đánh mộc cho anh em nhé. Những chiếc đẩy cực kỳ đẹp. Một con đẩy thì với các bác mà không mua đâu, một con đẩy mà giá chỉ có 3.300.000. Giá này đã bao phí ship cho các bác nhé, bao phí ship cho các bác cùng anh em đây. Đấy, số lượng thì không còn nhiều, hiện tại thì có 5 con, thì ngày hôm qua thì các bác chốt 3 con, hiện tại còn 2 con nhé. Và hàng thì cực kì đẹp cho các bác này, hàng này cực kì đẹp. Đấy, những con đẩy hàng cực kì đẹp cho các bác đây. Và con này thì nó sử dụng một cái nguồn biến áp sấp xỉ 20cm và sử dụng mạch 3H nhé. Con này tiếng rất là căng, mặt phay nhôm. Đấy, mặt khoai nhôm rất là đẹp. Mặt này thì các bác hình lầm tưởng là những cái mạch của con DK đây, kinh những cái mã LA 400, 600, 800 đó. Nó làm rất là dày, hàng vãi xịn thì nó làm rất là dày có nhá. Đấy. Ok, thì clip này thì cửa hàng sẽ test nhanh hai cái sản phẩm này cho hai bác khách nhá. Thì bác nào mà cần, anh em nào cần thì có thể alo trực tiếp nhá. Đấy, số điện thoại cửa hàng sẽ là 0396 855 899 nhá. Đây là đánh mộc có nhá. Đấy, hai dây loa đây. Và đánh tín hiệu vào bằng hai giắc đực chuyển đổi ra V đây. Con này thì hệ thống đèn rất là đẹp có nhá. Hệ thống đèn nó đẹp, đánh tiếng rất là hay và sáng này. Đấy, thì nó sẽ đợi một lúc nữa, khi nó đóng áp rồi thì cái âm lượng của con này nó sẽ lên từ từ thôi. Các bác hình dung là nó sẽ lên từ từ, nó chấn sốc loa đấy. Nó sẽ lên không lên to ngay mà nó sẽ lên nhỏ 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 và lớn dần. Lãng mây bông chiều đang xuống dần mài.
ok. Thì hiện tại thì đang có chương trình xả cho anh em giá chỉ có 3,3 triệu giá bao ship nhé. Hiện tại chỉ còn 2 con duy nhất. Các bác cùng anh em có thể tham khảo trên video clip. Và chúng ta muốn chốt đơn thì các bác hãy liên hệ đặt hàng trực tiếp tới số máy của 0396855 89. Xin chào, hẹn gặp lại anh em nhé.